Xác định nông thôn mới là điểm đến, chưa phải là đích đến, nên sau khi được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, Đồng Phong tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Từ kinh nghiệm được đúc rút trong nhiều năm qua, xã thực hiện phương châm dễ làm trước, khó làm sau. Đảng bộ xã kiện toàn ban chỉ đạo, ban quản lý và ban phát triển thôn và tổ giúp việc xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đã xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề tập trung vào những vấn đề trọng tâm về phát triển kinh tế xã hội như nghị quyết về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, nghị quyết dồn điền đổi thừa, nghị quyết phát triển cây chủ lực của địa phương, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để giải quyết việc làm, đặc biệt là nghị quyết xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Trong đó có xã xóm tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, với các mô hình kiểu mẫu về kết cấu hạ tầng, cảnh quan môi trường và văn hóa kiểu mẫu. Giải pháp mấu chốt trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu với Đồng Phong là nâng cao đời sống của người dân vùng nông thôn, bởi người dân có thu nhập cao mới có điều kiện đóng góp xây dựng quê hương. Trong đó, giải pháp quan trọng là khuyến khích và thu hút các đơn vị, doanh nghiệp và địa bàn sản xuất kinh doanh. Với chính sách ưu tiên, Đồng Phong có 4 công ty và 6 doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn, thu hút hàng trăm lao động có việc làm thường xuyên như công ty may mặc, công ty sản xuất đồ chơi. Toàn xã có 4.650 người trong độ tuổi lao động, trong đó có 3.180 người có việc làm thường xuyên. Có 1.159 lao động làm tại các công ty doanh nghiệp ở ngoài tỉnh cho thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng. Trong nông nghiệp, tích tụ diện tích liên kết với doanh nghiệp, hình thành sản xuất theo chuỗi, chuyển đổi đất kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, kinh tế trang trại tổng hợp chăn nuôi hàng hóa gắn với xây dựng thương hiệu. Đa dạng các loại hình kinh tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xã tiếp tục có bước phát triển vượt bậc, có sự chuyển dịch tích cực từ nông nghiệp sang công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Bình quân thu nhập đầu người đến hết năm 2019 là 50,2 triệu đồng một người một năm, tăng gấp 1,86 lần so với năm 2014. Dự kiến năm 2020, thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng một người một năm, trừ các đối tượng hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, xã không còn hộ nghèo. Đường làng ngõ xóm tiếp tục được nâng cấp, trồng cây xanh, hoa tươi để tạo cảnh quan đẹp, các điểm nút giao thông có biển báo, báo hiệu. Trên địa bàn xã không còn điểm tồn đọng rác để rác sai quy định. Các tuyến kênh, tuyến đường được giao cho các tổ chức tự quản định kỳ, tổ chức vệ sinh môi trường ít nhất 2 lần một tháng, đảm bảo luôn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng. Các công trình công cộng được nâng cấp, xây dựng, đáp ứng tiêu chí về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác giáo dục đào tạo luôn được cấp ủy đảng chính quyền và các tổ chức chính trị xã hội của xã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, công tác khuyến học khuyến tài trên địa bàn xã được phát triển rộng khắp. Kịp thời động viên học sinh chăm ngoan học giỏi, khen thưởng các thầy cô có thành tích xuất sắc trong công tác giảng dạy, củng cố vững chắc kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, đảm bảo tỷ lệ trẻ đến trường. Trạm y tế xã được xây dựng khang trang, vật chất đầy đủ, tiện nghi và hiện đại. Đội ngũ y bác sĩ có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 96,7%.